Em là chủ kênh Vân Lan Phương Hùng xin kính chào toàn thể cô chú anh chị yêu và đam mê hoa lan trên khắp mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay là ngày 12 tháng 4 năm 2024, nên vườn em Phương Hùng đã lên một số mặt hàng để giới thiệu và chia sẻ cho các bác những mặt hàng con giống chuẩn mặt hoa chuẩn vùng miền cho các bác sưu tập. Địa chỉ nhà vườn em ở thôn Tổ Gà, xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Số điện thoại cũng như là số Zalo là 0972197255. Thì hôm nay em buổi chiều tối nhé, em lên 15 đơn hàng để chia sẻ cho các bác này, bao gồm có những mặt hàng như sau: 5 cây trắng dâu hùm này, 5 cây trắng mày ngài này, rồi là người đẹp không tên này, 5 cây trắng bảo duy này, 5 cây trắng thảo chi này, bẹt huyền diệu này, hồng bồng lai này, rồi là hoa khôi quý phong để cho các bác sưu tập. Thì em không để cho các bác mất thời gian chờ đợi lâu vào chia sẻ buổi chiều tối ngày hôm nay cho các bác này. Đây là chậu 5 cây trắng Phú Thọ các bác nhá. Trước là em thấy có mấy bác hỏi Phú Thọ thì chậu này nó lên là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái mầm gốc, nó bốn cái thân mẹ nhá. Đó. Thì năm nay nó cho hoa. Đấy, những cái mặt hàng này thì lâu lâu em cũng không bán các bác nhá. Đấy, nó ở trong cái chậu rất là đẹp, móc lên nó rất là đẹp, nhưng mà em đi đây quay cho nó dễ quay các bác dễ nhìn. Đấy, và lại là dàn em thì hiện tại là nó bề nó còn rất là chặt rồi. Em thu nhỏ lại nó rất là chặt, hình số 1 200.000 đồng. Đó là cả cái tác phẩm 5 cây trắng Phú Thọ nhá, 200.000 đồng. Tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 2. Hình số 2 đây là cái chậu hoa khôi quý phong, nó hai đầu nhá. Mỗi đầu này thân hoa này 2 này, 4 này, tầm 55 cm trên một đầu. Cái ngọn này thì chắc 50, một đầu 50, đầu 55. Thì em không thèm đo, bây giờ ai đo số đo nó có ươm ươm cho các bác nắm được. Và nó đi một đàn mầm gốc này, 5 cái mầm gốc. Em Hùng đi cho các bác với giá trị là 500.000 đồng. Chậu hoa khôi quý phong. Đó, 500.000 đồng. Cho chậu hoa khôi quý phong này, 500. Để chuyến tới là nó ra hoa, đây nó đang xuống lá ra hoa. Tiếp theo sau đây là điển hình số 3. Cũng là một chậu hoa khôi quý phong. Chậu này cũng là 5 mầm gốc. Cây này được 2 mầm và cây bên này được 3 mầm. Đó, như thân mẹ nó ngắn hơn. Đó, mua lấy mầm gốc, thân mẹ ngắn hơn và cây này cũng cho hoa trong năm nay luôn. Đó. 400.000 đồng cho chậu này. Em chuyển sang hình số 4, một chậu hoa khôi quý phong. Chậu này thì được 3 cái mầm gốc. Lên được 3 cái mầm gốc này. Cái chậu này thân mẹ nó dài 2 4 chắc khoảng 60 cm. Đó, chuẩn bị cho hoa các nhá. Đó, chuẩn bị cho hoa 380.000 đồng. Đó, 380.000 đồng cho chậu hoa khôi quý phong này. Đây là nó không có chất ăn thì các bác nhìn cái giá thể này, giá trị lan thì nó cũng là bèo quá, cho nên là chăm bây giờ mua phân mua thuốc không cộp được với cái giá thì làm kinh tế, em nói luôn thế đó. Cho nên là những cái hàng này giờ đó 380.000 đồng cả chậu hoa khôi quý phong. Và em mời các bác ngắm cái bông hoa khôi quý phong này. Đó, mắt mũi nó lông lông này, lông lông như là cây ngọc sơn cước này. Hoặc các bác này, các bác mua bông ngọa vân thì các bác cẩn thận cho đi nhấp vào để hiểu những cái bông này ra, sau này có khi mình nở ra các bác cũng chẳng biết là bông gì, nhìn thấy nó lông lông đó là ngọa vân nhá. Đó, em thì cây nào bán ra cây đấy. Đấy, cũng chẳng thương hiệu bằng ai đâu, nhưng mà bán cây nó phải chuẩn, chứ không có nghĩ về lợi nhuận nó quá cao như những người khác bán bất chấp mọi hình thức, miễn là bán trôi hàng các bác nhá thì không được. Đó, hình số 4 là 380.000 đồng. Tiếp theo là chuyển sang hình số 5. Đây là chậu hồng bồng lai, nó có 2 kỳ rồi. Đây là kỳ năm 1 và năm nay nó là năm thứ 2 và đang lên là 4 mầm gốc, mỗi cây 2 mầm, nó nhỏ nhỏ đang lên nhá. Đó, em nói đang lên là đang lên chứ không phải là kinh, em nói cây nào nó ra cây ấy luôn, chứ không phải là không có mắt hay là như nào, nó đang lên thì em bảo đang lên đây nhìn. Đó, 300.000 đồng hình số 5 hồng bồng lai. Tiếp theo sau đây chuyển sang hình số 6. Hình số 6 thì đây là một cây bẹt huyền diệu nhá. Cây này trong cái tháng trước là em mua khá là cao tiền. Đó, bị gãy, lý do là em cũng nói luôn là chỗ thân quen, nhưng mà nó có một cây cho nên là
khi mà em đến lấy cây thì nó không đủ cái tiền xe thì em đi đi lại, cho nên em nhờ gửi về. Nhưng cái người gửi về thì các bác cũng biết rồi đấy, đây là thiệt đối với em rồi. Đó, nó gãy mất, gãy đúng rồi không, và cái mắt ngủ em đã bán đi, ba cái mắt trên em đã bán đi và bây giờ nó đang lên nguồn gốc. Em Hùng đi với giá là 2.800.000 đồng, 2.800.000 đồng gọi là lỗ luôn. Và đây là cái hình ảnh của cây lúc trước kia người ta gửi lại hình này, đó thì đã bị gãy này. Đấy, nó đẹp như này này, dập lá và gãy giờ còn thế này đó, 2.800.000 đồng. Và em Hùng bảo hành chuẩn tuyệt đối là bông hoa bẹt hình dẻo, mặt bông khá là đặc sắc luôn. Đó. Tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 7, thì đây là một chậu bào duy. Chậu này có số đo là 16 cm, các bác nhá, 16 cm, và nó đang lên hai cái mầm gốc, đang lên hai mầm gốc này, các bác nhìn thấy không? Hai mầm gốc. Em Hùng chia sẻ cho các bác với giá là 3.200.000 đồng. Đó, 3.200.000 đồng. Nếu mà về cắt đơn kỳ là 1, 2, 3, 4, 5 mắt, cứ gọi 5 mắt cắt đến đây đi. Đó, như em mà thực ra là em không cắt, bác nào mà thiện chí mua cũng kia là em cũng cắt, em nói thật. Nhưng như nếu như các bác mà mua mắt ngủ người ta đã cắt từ trước, em cũng nói luôn là các bác phải nên cân nhắc mà mua chỗ uy tín một trước một chút. Kiểu người ta cắt cái mắt khác ra người ta bảo gì nó hơi khó. Và đó, 3.200.000 đồng. Em chuyển sang hình số 8, cũng là một chậu 50 trắng bảo duy. Chậu này chắc là được khoảng 15 cm. Thế nhưng chậu tùy cua và tùy tiền các bác nhé. Đây như cái chậu này này là nó lên 3 mầm gốc, nó ngắn hơn cái này có một sen, khoảng 1 cm. Đó, như chắc là chưa không đến 1 cm đâu. Em mua theo lô và đồng giá luôn. Đó, chậu này thì lên được 3 cái mầm gốc. Đó, em Hùng xin chia sẻ cho các bác cũng là 3.200.000 đồng cho chậu này, 3.200.000 đồng. Đó, tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 9, thì đây là có một cái nó nhỏ nhỏ, thực tình là cái này em chưa muốn bán đâu, thế nhưng mà nó nhỏ thì các bác, thứ nhất là cái điều kiện có những người rất là thích chơi. Đó, thế nhưng mà cái số tiền mà nó cao quá thì các bác không với tới, thì đây là một cái rất là nhỏ nhá. Nhìn nó đang lên mầm gốc có một cái này, mà yêu cầu chỉ một cái thì không cần nhiều. Trước tiên là nó lên một cái này nhỏ, cái khúc mẹ nó rất là to. Thế nhưng cái kỳ này là lên muộn, cho nên là nó đã thắt ngọn, năm nay là đang ra mầm gốc. Em Hùng chia sẻ cho giá yêu thương 500.000 đồng. Chuẩn cây và chuẩn giống càng nhỏ thì cái sự tin tưởng của các bác đối với em cũng như người khác phải là tuyệt đối thì mới sưu tầm các bác nhé. Chứ bây giờ càng cái hàng nhỏ nhỏ người ta cứ cắt cái nọ nhằng cái kia ra. Em nói thật, em có khi em bán cho các bác xong em lại gã mua lại, ví dụ thời điểm nó lên giá, ví dụ thế. Tất nhiên là chúng em cũng là người đi chợ thôi, thế nhưng khi mà bọn em xuống mua gã mua lại, cây có chuẩn thì người ta phải gã mua lại, chứ còn cái hàng mà gọi là hàng fake thì người ta đã bán, có khi là mời quay mua lại người ta trả mua. Đó, nhưng mà thật ra giá cả là theo thị trường, khi nó xuống là mình phải bán xuống, mà nó lên thì mình phải giá lên. Đó, hình số 9 này 500.000 đồng, bảo hành là bảo duy các bác nhá. Tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 10, thì là một cái kỳ này là kỳ thảo chi, kỳ thảo chi này. Hiện tại là cây này này, mắt gốc là còn nguyên này nhá, nhưng mầm gốc nó lên hơi muộn, mắt gốc còn nguyên si, thân cây trước còn lá rất là đẹp. Đó, tại thời điểm mà khoảng 15 tháng giêng hoặc là quay về đấy, em còn xuống mua lại là 6 triệu với 5 triệu trên một kỳ. Các bác cứ hỏi xin cái tham khảo xin cái Zalo em trước, em hỏi và em đến mấy nhà em mua lại được 2-3 kỳ lúc cái thời điểm năm ngoái là em bán cái kỳ như này ra là cứ khoảng 400.000 hay 500.000 ạ, và sau em phải mua lại là 5 triệu trên một cái. Đó, nhưng mà nó tính theo thời điểm, chứ bây giờ mà cứ áp dụng theo thế thì nó rất là khó các bạn. Đó, hình số 10 này em đi cho các bác giá là 1.250.000 đồng là kỳ 5 cái trắng thảo chi.
và em Hùng xin bảo hành chuẩn mặt bông 5 cây trắng thảo chi. Đó, 5 cây trắng thảo chi. Tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 11. Thì đây là một cái kỳ nhỏ nhỏ. Đây là hàng phân khúc nó cao, nhưng nó đã lên mầm gốc đẹp. Em định chưa bán đâu, thế nhưng mà nó lên mầm gốc đẹp thì nó đẹp. Khi nó lên mầm gốc như này thì em chia sẻ cho các bác này. Đó, nó đang lên mầm gốc này. Cái này thì không thì tính thành cm đâu không bác nhá. Đó, một cái kỳ như này, chia sẻ cho các bác giá yêu thương luôn, 380.000 đồng cho kỳ người đẹp không tên. Đó, tiếp tục là hình số 12, cũng là kỳ người đẹp không tên. Kỳ này nó béo này, và mầm gốc cũng bắt đầu chuẩn bị lên. Cây này nó lên muộn hơn các bác nhá, nhưng nó béo hơn. Đó, kỳ này thì em để cho các bác với giá là 750.000 đồng. 750.000 đồng. Đó, kỳ này thì cái lô này em đăng lên thì các bác cũng biết rồi, lúc trước là em mua lâu lâu rồi, giờ này thì bán được cái giá này thì chắc không được một phần. Trước là em mua nó còn nhỏ nhỏ cũng từ năm ngoái, nhưng về sau là em đi là nó, khi nó lên thì bị chuột nó cắn, cho nó cắn là bây giờ nó tòi ói lên được từng này. Đó, 750.000 đồng. Tiếp theo là em chuyển sang hình số 13, cũng là một kỳ người đẹp không tên. Kỳ này nó rơi ở khoảng 10 cm, khoảng 10 cm, và mới lên là một mầm gốc đang lên nhé, đang lên một cái mầm gốc. Đó, kỳ này 1.300.000 đồng. Đó, và em Hùng bảo hành cho các bác chuẩn bông hoa người đẹp không tên. Đó, tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 14. Cái này thì kỳ nhỏ thì em không có, nhưng đây nó là cái chậu mẹ rồi đúng không nhá. Đây là kỳ mày ngài, chậu mày ngài nó có hai thân, em để cho các bác là 2.200.000 đồng cho chậu này. Đó, và nó đang có nổ luôn, các bác chuẩn bị sở hữu hoa nhá. Một nổ, hai nổ, ba nổ, bốn nổ, có 5 cái nổ hoa, 5 cái nổ hoa. Còn cái thân này nó chưa lên chưa biết. Đó, 5 cái nổ hoa. Đó, đây, nó xuống lá thì nó mới ra hoa các nhé. Trông như quê cuối luôn, thế nhưng cây cối là nó phải chuồn cây, có khi cây vào ngón tay các bác nhìn cây thích đấy, nhưng mà nó lại không phải giống. Đó, hiện tại là nó có một cái mầm gốc lớn này và đang lên một cái mầm gốc nữa này, nhỏ nhỏ này, mầm này. Đó, 2.200.000 đồng. Đó, 2.200.000 đồng và bảo hành cho các bác chuẩn mặt bông là 5 cái trắng mày ngài. Đó, tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 15. Đây là một cái chậu nái 5 cái trắng dâu hùm các bác nhá. Đó, dâu hùm mầm gốc cực kỳ đẹp, lên rất là mạnh, khá là mạnh, rất là đẹp, và hoa đang này. Đấy, từ dưới ngọt, còn phần này thì ra kỳ thôi. Chính là cái cây dâu hùm này rất là dễ nổ, dễ hoa. Đó, nổ khá là to rồi. Đó, nổ rất là to rồi. Đó, chậu này em Hùng chia sẻ cho các bác cá chậu nái này với giá trị là 4.500.000 đồng. 4.500.000 đồng, 5 cái trắng dâu hồ các bác nhá. Và em mời các bác ngắm cả cái tác phẩm hoa luôn, dâu hồ. Đó, hoa bảo hành chuẩn tuyệt đối luôn. Thì em cũng nhắc luôn các bác mà ví dụ mua những cái mắt ngủ từ cờ đó thì sẵn sàng, ví dụ những người mà bán vớ vẩn thì nó sẽ từ những cái cây mày ngài và cây dâu hồn này ra, cho tới khi ra hoa có nhiều khi các bác không biết phân biệt, không nắm được. Đó, em chỉ nhắc thế thôi. Thì ngày hôm nay thì em lên 15 đơn hàng, thì cái đơn số 15 cũng đã khép lại cái buổi live chiều tối ngày hôm nay nha. Em xin chào tạm biệt các bác, hẹn các bác vào những video sau ạ.